Thì bình thường này đúng không? Anh đẩy lên này. Này nó sẽ vào hình bụng trắng này này. Không? Là cái ti dai chân và vào chân. Không? Đấy. Thì cái nút này là cái nút mở ven để đưa nhớt lên này. Đấy. À, ví dụ như bây giờ anh đẩy lên đúng không? Anh đẩy lên thì thấy cái mũi tên này nó sẽ đi vào. Đấy. Là vào chân. Còn anh kéo xuống là dai chân. Đúng không? Đấy. Còn anh kéo ngược lại thì đây là cái độ chân này. Ti độ và ti trống này. Đấy. Thì anh đẩy lên là cái ti này nó sẽ lên này. Đấy. Mà anh kéo xuống là cái ti này nó sẽ đổi xuống để cho mình làm. Đấy. Còn từng chân đấy cũng như thế. Đấy, như anh muốn chân sau này, anh đẩy lên này, vào chân này, ra chân này. Đấy. Độ chân này, lên chân này. Đúng không? Ví dụ chẳng hạn như cái giờ đồ chân là xuống đây. Xuống đây đi. Đúng rồi. ví dụ như đồ chân này còn lấy như mà đánh lận 3-4 ấy thì anh sẽ có cái nút đánh ấn đấy. Nếu như mà không được ấy thì anh sẽ phải xài cái nút ở trên này đấy, cái nút góc trên này, cái nút góc trên này đây. Đó, mình đẩy xuống này là đoạn 3-4 ạ. Nếu như mà cái nút bấm của anh mà không được ấy thì anh sẽ phải bật cái này lên và anh đẩy thì là đoạn 3-4 đấy. Đấy đấy, như tay trang bán cần thế này xong nha. Còn quay đây đấy. Còn đây ý này, đây là cái biểu tượng của Kato này, nó hơn Kobe một cái là bắn từng đoạn một được đấy. Như anh kéo xuống à, anh vừa kéo anh vừa bắn cần đấy. Đấy thì kéo xuống thì nó sẽ là đoạn 2, còn đẩy lên thì nó sẽ là đoạn 1 đấy. Rồi còn đây là cái lốc xoay điện này. Đấy, anh kéo xuống như này, ví dụ như này anh đang để cần như này, gió này nó sẽ không quay. Nếu như anh bật lên free này, gió to này nó sẽ tự quay. Đấy. Còn đây là ngắt móc này, nút này nút ngắt móc này. Đấy là anh kéo xuống. Đấy, nếu như mà nó đụng cái kia này nó sẽ báo lên đỏ, nó đụng cái ngắt móc ở trên đấy. Đấy, là sẽ mang lên đỏ. Như con này này đang bị chập điện này, bật lên lúc nào nó cũng... Đấy. Còn đây. Đây là cái nút nó mở để... Nói chung là cần phụ. Đấy. Ok, cái cần phụ thì để sau đi. Còn bơm này. Đèn này. Đấy. Đây, còn sang đây. Cái này này gật gù cần phụ. Cần phụ và đứng cần phụ. Đấy, sang bên này. Đây nha. Đây nó là bài trước này. Đấy, anh vặn lên này, nó có cái đường rãnh này. Đấy, khi nào đèn sáng. Đấy, thì là đang là hai lái, lái trước và lái sau xoay tròn. Đấy. Lái chéo và lái sau. Đấy. Còn đây là ví dụ như mình bật bơm, mình tắt bơm đi á, mình thu hết chân rồi mà mình bật xuống cái mở khóa này lại mà ti nó không lại ấy. Khi mà mình đang để như này rồi mà mình tắt bơm đi mà ti nó không đập sập xuống ấy thì anh sẽ phải đẩy ngược lên. Cái đó là phần là tác dụng gì, nó là cái gì? Hạ nhịp và độ nhịp. Đấy, hạ nhịp thôi, cái này hạ nhịp thôi. Nếu như mà không hạ ấy, thì anh phải chạy cho lên mà. Thì anh phải đẩy lên thì nó sẽ nhịp nó sẽ hạ xuống. Đấy, thì chạy nó rất êm. Đấy, còn nếu như mà mình mà lay lún mà chân sát vào đất quá, không cây được gỗ. Đấy, thì mình sẽ ấn nút này, giữ chặt nha. Giữ chặt và đạp ga. Đấy là ti nó sẽ đội lên và cao chân lên cho mình cây gỗ. Đấy. Còn đây là bốn lái. Lái trước, cầu trước và cầu sau. Tức là gài cầu, bật cầu luôn á. Còn nếu như mà chưa đủ mạnh thì anh bấm tiếp con rùa nữa. Là số chậm.
gài cầu đấy, tôi về được gài cầu đấy. Đấy, có thế thôi. Còn đây tay chân cần này, tay chân cần cắt lớn cắt nhỏ để tùy hơn đó. À, ví dụ mình bật tôm lên đúng không, mà mình cỏ móc nhỏ, mình cỏ móc nhỏ đúng không, là mình đây này nó có cái vai chứ có vai đó. Đấy, nó sẽ có ba cái biểu tượng. Khi mà mình mới bật bơm lên nó sẽ có ba cái biểu tượng như thế này. Đấy. Đấy. Biểu tượng thứ nhất là ra hết chân này. Biểu tượng thứ hai, biểu tượng thứ ba là không ra chân. Đấy. Để thấy mình đăng ký là ấn số 1. Ấn số 1. Đấy, mình cổng móc nhỏ ấy thì mình ấn số 2. Đấy là nó sẽ cho phép cho mình biết là cần đang bắn bao nhiêu này, độ này, cần này, độ này, thì từ tâm xe ra đến móc cổng này thì tải trọng cho phép này và tải trọng hàng này. Đấy, nếu như mà mình cổng móc lớn thì mình sẽ reset đồng hồ lại này, là chữ A này nè. Đấy, là nó sẽ quay về lại bốn biểu tượng ban đầu, ba biểu tượng ban đầu. Thì nếu mình có móc lớn thì mình ấn sẽ 1. Và ấn tiếp số 1 nữa là móc lớn. Đấy. Đây là kiểu này nào. Đấy, còn nếu reset lại nữa nha.